Trước tiên xin chân thành cảm ơn bà đã dành thời gian trò chuyện cùng với khán giả của Truyền hình An Viên. Theo bà thì kết quả chung cử với số phiếu cao nhất này có ý nghĩa như thế nào với Việt Nam ạ? Đấy cũng là một cái cơ hội cũng như là một cái niềm vinh dự của Việt Nam khi mà chúng ta có những cái cam kết với quốc tế khẳng định cái vị thế và vai trò của văn hóa Việt Nam trong sự đa dạng cộng đồng văn hóa của các dân tộc. Các cái quốc gia tham gia Công ước 2003 cũng đánh giá cao Việt Nam với cái vai trò chia sẻ những thực hành tốt cũng như là những cái đóng góp trong hoạt động của bảo vệ phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể cả ở phương diện lý luận cũng như là thực tiễn, đặc biệt là cái kinh nghiệm trong việc chúng ta là cái quốc gia đầu tiên để chuyển đề nghị UNESCO chuyển di sản văn hóa, một cái di sản văn hóa phi vật thể từ danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp sang danh sách đại diện của nhân loại. Đến nay thì chúng ta đã có 14 di sản được UNESCO ghi danh, và trong đó thì có một cái di sản là cần bảo vệ khẩn cấp. Vậy thì chúng ta đã và đang làm những gì để cùng với các địa phương bảo vệ, bảo tồn và phát huy những cái giá trị của các cái di sản văn hóa phi vật thể này? Phải nói rằng là từ khi tham gia công ước và với cái kết quả mà được UNESCO ghi danh đối với 14 di sản văn hóa phi vật thể thì Việt Nam cũng đã thể hiện những cái nỗ lực và trên cả phương diện quốc tế cũng như ở trong phạm vi quốc gia. Chúng ta đã bám sát vào tinh thần Công ước 2003 để chúng ta thể chế hóa những cái văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng những cái quy định trong luật di sản văn hóa 2001 và luật sửa đổi bổ sung của luật di sản văn hóa năm 2009 với những quy định rất cụ thể về di sản văn hóa phi vật thể. Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Cục Di sản văn hóa cũng đã tham mưu để Chính phủ ban hành ra hai nghị định đối với nghệ nhân nắm giữ di sản. Theo thẩm quyền thì Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã ban hành ra thông tư để quy định về kiểm kê và lập hồ sơ khoa học và ghi danh đối với di sản văn hóa. Thì đối với những cái di sản đã được UNESCO ghi danh hay là những cái di sản văn hóa phi vật thể trong danh mục quốc gia thì Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch, Cục Di sản văn hóa cũng đã phối hợp rất là tốt và chặt chẽ với các địa phương có di sản để hướng dẫn, hỗ trợ để xây dựng các cái đề án bảo vệ phát huy giá trị của di sản sau khi được UNESCO ghi danh hoặc là trong danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, để thể hiện những cái cam kết của Chính phủ Việt Nam trong cái việc thực hiện, thực hành di sản, trao truyền, truyền dạy và bảo vệ và phát huy giá trị của di sản. Nhã nhạc cung đình Huế, cồng chiêng Tây Nguyên, sau đó dân ca quan họ Bắc Ninh, ca trù, đền hội gióng, đền Phù Đổng, đền thờ Hùng Vương, đờn ca tài tử, tín ngưỡng thờ tam mẫu tử của người Việt Nam, nghi thức và cũng như trò chơi kéo co, sau đó là hát xoan, hát then, dân ca bị dặm của người Nghệ An, xòe Thái. Nhã nhạc cung đình Huế, dân ca quan họ Bắc Ninh, ca trù, hội gióng Phù Đổng, đền Bắc Sơn, hát xoan, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, nghi lễ và trò chơi kéo co, dân ca ví dặm, ca trù, thực hành then của người Thái, và nghệ thuật bài tròi và nghệ thuật xòe Thái ạ. Nhã nhạc cung đình Huế này, văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, dân ca quan họ, ca trù và hội gióng, hát xoan, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và đờn ca Nam Bộ. Có nhã nhạc cung đình Huế, dân ca quan họ Bắc Ninh, dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh, hát xoan, trò chơi kéo co, ca trù, tín ngưỡng thờ cúng đền tín ngưỡng thờ cúng vô hùng và nghệ thuật xẹt Thái, nghệ thuật bài tròi. Đó là khảo sát nhanh của phóng viên bản tin An Viên 24 giờ. Rất nhiều bạn trẻ không những có thể kể tên đầy đủ mà còn nắm được rất rõ về những giá trị đặc sắc của 14 di sản văn hóa phi vật thể này. Đó là kết quả bước đầu cho thấy hiệu quả của nhiều mô hình sáng kiến giáo dục di sản đang được áp dụng tại cộng đồng và ngay cả trong trường học đang được thực hiện.
Sau khi được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, Phú Thọ tiếp tục triển khai đồng bộ rất nhiều giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa hát xoan. Không ít lớp học do các nghệ nhân truyền dạy được mở ra với mong muốn gìn giữ điệu hát di sản. Thậm chí rất nhiều trường học tại Phú Thọ cũng đã triển khai việc giáo dục di sản hát xoan để giúp học sinh hiểu hơn về truyền thống văn hóa lịch sử của địa phương. Muốn giữ được cái di sản này, chúng tôi lúc nào chúng tôi phải luôn luôn duy trì, luyện tập, ôn luyện và truyền cho các cháu để giữ mãi muôn đời sau. Con thấy các bài hát rất hay. Tại An Giang, với mong muốn truyền thụ lại những kiến thức căn bản về nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ, mang loại hình nghệ thuật này đến gần hơn với người dân, nhất là với các em thiếu nhi, nhạc sĩ, nghệ nhân ưu tú Đặng Hoàng Linh đã mở lớp dạy miễn phí, qua đó góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị của di sản. Rồi đến kế tiếp là coi như đờn ca tài tử được vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại, thì lúc đó tôi mới nghĩ rằng nếu không có cái lớp trẻ để mà kế thừa thì cái đờn ca tài tử sẽ bị mai một. Do vậy thì coi như là tôi với Phương Hồng Thấm sẽ có cái nghĩ là bây giờ mình mở một cái lớp dạy đờn ca tài tử cho thiếu nhi. Con đã đi thi festival đờn ca tài tử thì con được huy chương bạc cấp quốc gia. Rồi con thi ở ngành giáo dục thì con được giải nhất. Con vẫn sẽ tiếp tục học đờn ca tài tử cho tới lớn luôn. Đó chỉ là hai trong số rất nhiều mô hình giáo dục đang được nhân rộng khắp cả nước với mong muốn tạo động lực bảo tồn và phát huy giá trị của các di sản văn hóa phi vật thể cho thế hệ trẻ. Rất nhiều đề án nghiên cứu nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng chương trình giáo dục di sản văn hóa trong nhà trường cũng đã được triển khai. Bây giờ thì cũng đã có một số các cái trường học, các cái trung tâm giáo dục thường xuyên người ta tiến hành, nhưng nó vẫn đang là vừa là thử nghiệm, vừa đang là trực trạc. Thì bây giờ nếu mà càng ngày càng mở rộng ra thì quy mô càng lớn thì rõ ràng là cái việc mà nó chuẩn hóa cũng như là càng ngày càng bài bản hơn thì nó sẽ được quan tâm hơn. Rồi là các cái trường học cũng phải đào tạo đội ngũ giáo viên, rồi các cái nội dung bài giảng cũng phải sinh động, cũng phải hấp dẫn và nó trở thành một cái môn học nó gần như là bắt buộc ở trong chương trình ý, thì nó sẽ chắc chắn là khiến cho giới trẻ quan tâm hơn đến di sản văn hóa. Có thể nói giáo dục di sản có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Thông qua những kiến thức được học về kho tàng di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam, học sinh sẽ nhận thức được giá trị của những di sản xung quanh, từ đó có thái độ hành vi đúng đắn, có ý thức giữ gìn và bảo tồn phát huy giá trị di sản. Vâng, đó là những thành tựu bước đầu khẳng định vị thế của Việt Nam với vai trò là thành viên Ủy ban Liên Chính phủ Công ước Bảo vệ Di sản Văn hóa Phi vật thể. Nhưng để thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam thông qua những việc làm cụ thể trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa là điều không dễ dàng. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện với Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Thu Hiền. Theo bà thì chúng ta đang gặp phải những cái khó khăn như thế nào trong việc bảo tồn và phát huy các cái giá trị của di sản văn hóa phi vật thể? Ở nhiều địa phương, ở nhiều nơi thì cái nhận thức về di sản văn hóa phi vật thể, về cái việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể còn chưa đồng đều. Và chính vì vậy nên là cái hành động cũng như là các cái biện pháp để bảo vệ phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể và cái sự quan tâm cũng chưa được giống nhau. Cho nên là nhiều di sản văn hóa phi vật thể có nguy cơ bị mai một, đặc biệt là di sản của các cái vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Và những cái di sản mà do nghệ nhân nắm giữ thì có nguy cơ mai một khi mà nghệ nhân không còn. Và hay ngoài ra thì do cái nhận thức cũng chưa được đầy đủ, cho nên cái sự quan tâm nó chưa đúng mức đối với cái hoạt động kiểm kê, sưu tầm, bảo tồn và lập hồ sơ để ghi danh, ghi giá trị. Trong thời gian tới đây thì Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Cục Di sản sẽ tiếp tục đồng hành cùng với các địa phương, hỗ trợ các địa phương như thế nào để nâng cao cái vai trò cũng như là phát huy được cái giá trị của các cái di sản văn hóa phi vật thể, thưa bà? Đối với những cái di sản đã được trong danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh thì chúng tôi cũng hướng dẫn địa phương để thực hiện các cái báo cáo định kỳ về cái việc thực hành, trao truyền, truyền dạy, bảo vệ, phát huy giá trị cũng như là cái
cái biện pháp để thực hành tốt đối với di sản. Về phía địa phương thì cũng đã có rất nhiều địa phương quan tâm với di sản văn hóa phi vật thể và đặc biệt quan tâm đến hỗ trợ cho nghệ nhân trong công tác truyền dạy, trao truyền di sản văn hóa phi vật thể. Và có nhiều địa phương bên cạnh nghị định của chính phủ thì cũng đã ban hành ra những cái nghị quyết của Hội đồng Nhân dân và thực hiện đối với chế độ chính sách ưu đãi đối với nghệ nhân là những người trực tiếp nắm giữ di sản văn hóa phi vật thể. Cảm ơn những chia sẻ hết sức hữu ích của bà dành cho khán giả của truyền hình An Viên ngày hôm nay. Đại dịch Covid-19 đi qua đã để lại biết bao mất mát, đau thương và những khó khăn chồng chất. Những nỗi đau, những giọt nước mắt vẫn nén trong tim người ở lại. Để xoa dịu bớt nỗi đau của những gia đình có người thân đã khuất, Chu Đại Tùng Lâm Hoa Sen, huyện Đa Quai, tỉnh Lâm Đồng thành tâm thông báo đến quý Phật tử, nhân dân gần xa được biết và đăng ký tham dự đại lễ cầu siêu để hồi hướng công đức, nguyện cầu cho các hương linh sớm siêu thoát về nơi cực lạc. Thời gian diễn ra từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 28 tháng 8 năm 2022, nhằm ngày 28 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 năm Nhâm Dần. Quý Phật tử, nhân dân đăng ký cầu siêu được miễn phí toàn bộ chi phí sinh hoạt và cầu siêu. Vui lòng liên hệ qua hotline 0912 120710 hoặc website daitunglamhoasen.vn để đăng ký.